Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn, nhưng khốc liệt giữa quân đội ta và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với nghị lực, ý chí, lòng yêu nước, chiến thuật quân sự khôn ngoan và tinh thần đoàn kết. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi được kẻ thù, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đất nước đúng 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 năm 1979. Giữa lúc nhân dân ta đang ngủ say, thì bất ngờ hàng loạt đại bác từ phía Bắc dội tới, làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng loạt của đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng vào các cơ quan, nhà máy. Chúng ta biết rằng, trong cuộc chiến này, quân ta ở thế phòng thủ, chống trả lại chiến thuật tấn công biển người của quân Trung Quốc. Tuy nhiên, có một sự việc ít người biết đến là trong tháng 2 năm 1979, khói lửa ác liệt đó, một trung đoàn của ta đã chủ động tấn công sang đất Trung Quốc để chia lửa cho mặt trận Lạng Sơn. Vậy sự kiện này đã diễn ra như thế nào? Đơn vị nào của lực lượng ta đã thực hiện cuộc tấn công này? Và tại sao báo chí Trung Quốc lại gọi đây là nỗi sỉ nhục lớn của quân đội nước này? Các bạn hãy cùng tên kênh tìm hiểu trong video ngày hôm nay này nhé! Đầu tiên, tên kênh muốn giới thiệu với tất cả các bạn một người anh hùng trên điểm cao biên giới phía Bắc, chiến đấu gan dạ, kiên cường, sẵn sàng quên cả tính mạng để bảo vệ đồng đội bị thương, thiếu tá Lý Trung Phẩm, sư đoàn 338 mặt trận Đình Lập. Theo lời kể của thiếu tá, bản chất, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn là một trong những địa danh khốc liệt trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Trọng trách bảo vệ 20 km đường biên giới thuộc khu vực này được giao cho sư đoàn 338. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, hướng Cao Bằng. Đối phương sử dụng quân đoàn 41, 92, hướng Lạng Sơn. Chúng dùng quân đoàn 54, 55 và 43. Sư đoàn 338 đã tổ chức tiến công tiêu diệt địch trong gần một tháng không ngừng nghỉ. Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3 năm 1979, chủ lực của đợt tiến công này được giao cho Trung đoàn 460, đơn vị của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lý Trung Phẩm. Sau này 4 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 1979, từ hướng Bắc xa, lực lượng dân binh đối phương đã lấn chiếm hướng điểm cao 889. Hướng bản chất, đối phương dùng pháo cối não từ bên kia biên giới vào khu vực mốc 54, đồn tiền tiêu của ta. Hướng Nà Căn, bản thìn, đối phương tiến công đánh chiếm các điểm cao 467, 549 và Nà Khan, Khải Lai, vị trí phòng ngự của tiểu đoàn chiến lộc Bình Hướng Chi Ma. Lực lượng đi đầu đối phương đánh chiếm điểm cao 424 Nà Phát và cho pháo binh bắn chuẩn bị vào khu vực long đầu, điểm cao 427. Trước tình hình đó, sư đoàn 338 lệnh cho trung đoàn 460 tại hướng bản chắc nâng lên mức báo động cấp 1, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hướng Nà Căn, bản thín do trung đoàn 461 chiến đấu bảo vệ điểm cao 476 hướng Chi Ma Lộc Bình. Tiểu đoàn 9 sau một ngày chiến đấu đã tập kết về bản chu, hướng Chi Ma trung đoàn 123 đang tác chiến. Các lực lượng khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn nhanh chóng được triển khai để chỉ huy mặt trận trong các đơn vị chiến đấu. Trung đoàn 460 được xác định là lực lượng chủ lực. Sau 24 ngày ngoan cường chiến đấu, sư đoàn 338 đã chỉ huy các đơn vị tổ chức đánh địch 21 trận liên tục, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, phá hủy vũ khí, phương tiện, hỏa lực của đối phương, giữ vững mặt trận Đình Lập và một phần huyện Lộc Bình. Những trận chiến ác liệt nhất như trận chiến tại điểm cao 538, 540 của đại đội 10, tiểu đội 3, trung đoàn 460, có thời điểm một ngày cả chục trận đánh, loại khỏi vòng chiến 900 địch. Thời điểm đó, địch đang tấn công mạnh ở thị xã Lạng Sơn và mỏ than Na Dương, nhằm phá hoại nền kinh tế trọng yếu của ta. Trung đoàn 460 được lệnh đánh thọc sâu vào chốt phòng ngự của địch ở khu vực Đình Lập để phân tán lực lượng địch trong vòng 2 ngày 3 đêm. Từ 17 đến 19 tháng 2, đơn vị của ông đã chọc sâu hơn 10 km sang bên kia biên giới, chiếm toàn bộ các chốt giữ của địch, khiến địch phải rút lực lượng từ trận địa Lạng Sơn, Na Dương về lại Đình Lập để đối phó. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ được sư đoàn đề ra cho đại đội 10. Sau khi chủ động đánh thọc sâu hơn 10 km sang bên kia, chiếm giữ toàn bộ các chốt giữ của địch, ngày 26 tháng 2, quân ta rút toàn bộ lực lượng ra, thì ngày 1 tháng 3 định tổ chức tấn công trở lại, chiếm được mấy chốt trên cao của ta trên khu vực bản chất, gần 100 người chiến đấu, còn lại mấy chục người. Ông Phẩm nhớ lại, cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc tấn công của quân đội Việt Nam vào lãnh thổ của đất nước siêu cường này. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, một bài viết được đăng trên tờ Đa Chiều của người Trung Quốc ở hải ngoại với tiêu đề "Mối sỉ nhục lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là Việt quân ngông cuồng tấn công biên cảnh Trung Quốc". Theo bài viết, năm 1979, trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung,
lực lượng chủ lực Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, hoặc là bị thiệt hại phải rút lui, hoặc là phải phân tán ra để đánh du kích. Thế nhưng, một số lực lượng bộ đội Việt Nam đóng ở biên giới hai nước đã bị bỏ sót. Họ không cam chịu ngồi yên, mà đã chủ động tấn công về phía Trung Quốc, xâm nhập qua biên giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Có thể nói, từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên quân đội nước ngoài tấn công vào đất Trung Quốc. Mục đích của Trung Quốc khi mở ra cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là thông qua tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam để ép buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Thủ đoạn để thực hiện mục đích này là tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân khu 1 và quân khu 2 của Việt Nam ở phía Bắc, thậm chí có thể tiêu diệt thêm sinh lực khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia về và ném vào biên giới phía Bắc. Muốn tiêu diệt lực lượng chủ lực ở Bắc Việt Nam, Trung Quốc cần tấn công vào hậu cứ, khiến quân đội Việt Nam buộc phải quyết chiến với quân chủ lực, với quân đội Trung Quốc. Bởi vậy, các điểm ở Bắc Bộ, Việt Nam như thị xã Cao Bằng, thị xã Lạng Sơn, thị xã Lào Cai và vùng công nghiệp Cam Đường ở gần đó được xác định là trọng điểm của cuộc tấn công. Theo bố trí của Việt Nam mà xếp 6 sư đoàn tác chiến của Việt Nam thuộc hai quân khu cũng bao quanh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai. Hai sư đoàn tinh nhuệ hoàn toàn được trang bị vũ khí Liên Xô của quân khu 1 là sư đoàn 3 và sư đoàn 346, lần lượt bố trí tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Sư đoàn 338 bố trí ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn, sư đoàn 325 bố trí ở Yên Viên của Quảng Ninh. Bốn khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Đình Lập, Yên Viên được nối với nhau bởi quốc lộ 4A, Cao Bằng, Lạng Sơn và quốc lộ 4B Lạng Sơn, Yên Viên, từ đó hình thành hệ thống phòng ngự. Trên thực tế, quốc lộ 4 của Việt Nam gần như song song với đường biên giới Trung Quốc ở quân khu 2 sư đoàn 345 đóng tại Lào Cai, còn sư đoàn tinh nhuệ 316 được trang bị hoàn toàn vũ khí Liên Xô vì làm lực lượng cơ động của quân khu để sẵn sàng tăng cường cho Lào Cai. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau khi chiến tranh biên giới nổ ra, quân đội Trung Quốc theo bố trí đã định ở chiến tuyến phía Tây tổ chức hai mũi tấn công hướng vào Lào Cai, bên phía Đông cũng chia binh ra hai đường, tập đoàn phía Bắc hướng về Cao Bằng và tập đoàn phía Nam hướng về Lạng Sơn. Trong tuyến phía Đông thì tập đoàn phía Nam thực tế lại chia ra làm hai lộ, quân đoàn 55 và quân khu Quảng Châu tấn công từ cửa khẩu Hữu Nghị hướng về Đồng Đăng, theo quốc lộ 1 của Việt Nam đánh Lạng Sơn, còn quân đoàn 43 của quân khu Vũ Hán từ huyện Ninh Minh của Nam Ninh, theo tỉnh lộ 236 tấn công huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn, rồi từ đó theo quốc lộ 4, hội quân cùng quân đoàn 55 tấn công Lạng Sơn, thực hiện mục tiêu chiến dịch mặt khác. Sư đoàn 338 đóng ở Đình Lập, Lạng Sơn nhanh chóng điều động 2 trong số 3 bộ binh là trung đoàn 461 và 462 theo quốc lộ 4 tiến lên tăng viện cho Lộc Bình. Tuy nhiên, trong khi các sư đoàn chủ lực như sư đoàn 3, 316, 345, 346 và 2 trung đoàn của sư đoàn 338 bị tấn công và bị tổn thất nặng nề, thì trung đoàn 460 của sư đoàn 338 lại bị bỏ sót. Cuối cùng, chỉ huy trung đoàn 460 đã chủ động phát động tấn công quân đội Trung Quốc qua biên giới. Rốt cục điều này là do trung đoàn này trực tiếp nhận lệnh từ cấp trên hay tự ý phát đi mệnh lệnh khẩn cấp thì cũng không rõ. Thế nhưng quả thực đây là một kế hoạch tác chiến cực kỳ mạo hiểm. Tuy nhiên, sự trống rỗng trong phòng thủ biên giới của Trung Quốc trong thời chiến lại tạo cho trung đoàn 460 cơ hội. Từ đó, đơn vị này trở thành đơn vị duy nhất của Việt Nam có chiến tích đánh qua đất Trung Quốc. Có thể nói, với chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, chính quyền Bắc Kinh từng tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, thậm chí là bóp chết Việt Nam, chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Thế nhưng, cuộc chiến này đã thực sự trở thành nỗi ô nhục, là vết nhơ lịch sử đối với người Trung Quốc. Xung đột biên giới năm 1979 đã gây tổn hại nghiêm trọng đến chính uy tín, hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Khi những kẻ chuyên áp bức, phi chính nghĩa lại ảo tưởng có thể đè bẹp, khuất phục một dân tộc Việt Nam yêu hòa bình. Trong khi đó, Việt Nam đã chứng minh được tinh thần chính nghĩa, sức mạnh vô địch của quân đội Hồ Chí Minh, sự đoàn kết của toàn dân tộc khi lần lượt chiến thắng cả hai đế quốc Pháp, Mỹ, giúp Campuchia đánh đuổi Pol Pot và đẩy lùi âm mưu thâm độc của chính quyền Bắc Kinh. Trung Quốc luôn nói về chiến tranh biên giới Việt-Trung là phản công tự vệ, chống lại sự xâm lược của Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận quốc tế hiểu rất rõ luận điệu này của chính quyền Bắc Kinh. Việt Nam với truyền thống yêu hòa bình, tự do, không bao giờ đi gây hấn. Hà Nội luôn muốn đối thoại hòa bình, chung sống, hòa thuận với tất cả các quốc gia láng giềng và giữ quan hệ hòa hảo với bạn bè quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác, nhưng người Việt không bao giờ chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào có âm mưu xâm lược, lăm le bờ cõi. Cụ thể, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, từng có một trận chiến mà nguyên một đại đội sơn cước của Trung Quốc xin đầu hàng bộ đội Việt Nam. Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt dẫn bài báo đăng trên trang chiến lược của Trung Quốc China.com mang tên Trận chiến nhục nhã nhất, đánh giá đây là sự kiện ô nhục trong lịch sử quân đội Trung Quốc. Sự kiện được báo chí Trung Quốc nhắc đến liên quan đến việc đại đội sơn cước của Trung Quốc xin tự ra hàng quân đội Việt Nam là kết quả của bản nghị quyết chi bộ độc nhất vô nhị trong lịch sử chiến tranh thế giới.
cũng như lịch sử quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Theo đó, đại đội sơn cước này thuộc Trung đoàn Bộ binh 448, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50, Quân khu Thành Đô do Đại đội trưởng Lý Hòa Bình, chính trị viên Phùng Thăng Mẫn chỉ huy, được giao nhiệm vụ lợi dụng địa hình rừng núi, luồn sâu vào đất Việt Nam. Tuy nhiên, quân đội này nhanh chóng phát hiện mình bị quân Việt Nam bao vây từ cả bốn phía ở ngọn núi đá ở khu vực Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng. Lực lượng lính Trung Quốc này khi đó lâm vào tình thế hết sức nguy cấp, lương thực cạn kiệt, nguồn nước uống dưới chân đồi bị phía dân quân Việt Nam kiểm soát, xông ra mở đường máu quay về phía Trung Quốc thì chắc chắn xác định thương vong. Nên sau nửa ngày bàn bạc, thảo luận như lời khai sau này, chi bộ của đại đội sơn cước đã ra nghị quyết hành động là ra đầu hàng tập thể, để bảo toàn tính mạng và lực lượng quân và dân Việt Nam với lòng khoan dung, đã chấp nhận yêu cầu xin đầu hàng của lính Trung Quốc, tránh giao tranh đổ máu, thu lại toàn bộ trang bị của đại đội và sau đó được trưng bày ở triển lãm về chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mưa bão kéo dài bất ngờ xuất hiện nhiều hơn. Đã có mưa lớn ở tại nhiều vùng miền núi, ở những vùng rất khô và gần như là trải dài trên lãnh thổ của Trung Quốc, một lãnh thổ rộng lớn nhất của thế giới. Không chỉ xuất hiện những đợt mưa to mà còn luôn xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài, rất dài. Ngoài ra, lũ lụt ảnh hưởng đến 28,5 triệu người ở hầu hết các nước phương Tây, ước tính thực tế có khoảng 3,74 đến 4,0 triệu người. Những trận lũ lụt thiên tai mà đất nước phải gánh chịu là cực kỳ nghiêm trọng. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên đất nước này, Bắc Kinh hiện tại và bây giờ đã trở thành một trong những thành phố chết của Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại. Những cơn mưa dài dẳng như chút nước từ đầu tháng trước tới nay ở các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, tình hình của đất nước Trung Quốc sau một đợt hạn hán kéo dài kỷ lục tại Trung Quốc, được lên sóng lịch sử trong vòng 40 năm qua. Thời tiết bất thường ở một vùng rộng lớn của thượng nguồn sông Dương Tử, từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh và Vũ Hán, rồi bất ngờ thời tiết lại thay đổi một cách đột ngột. Kể từ đầu tháng trước cho đến nay, lượng mưa vẫn chưa ngừng nghỉ trên đất nước và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Đất đai ở nhiều miền núi bị khô cạn lâu ngày không có nước, những trận mưa to đã ngấm nước dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Kèm theo lượng phù sa quá lớn do cơn lũ đổ về khiến cho dòng nước lũ dâng cao bất thường tại sông Dương Tử, gây nên cảnh lũ lụt lịch sử, làm cho số người chết tăng vọt lên 145.000 người chỉ sau một đêm. Ngày 10 tháng 9, một vụ lở đất xảy ra tại huyện Tây Nam của Trung Quốc khiến cho đường xá bị san lấp và một đập thủy điện đã bị vỡ. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở một huyện tự trị tỉnh Tứ Xuyên. Có thể thấy một lượng lớn cây cối đất đá đã tụt xuống và chắn ngang một con đường. Trong lúc hàng triệu người dân thi nhau chạy khỏi Trung Quốc thì trước mắt họ là hố tử thần. Sau đó người dân đồng loạt quỳ gối cầu trời khấn Phật. Lượng nước khổng lồ trong hồ chứa dẫn đến con đập thủy điện phải xả lũ. Từ sự vụ đau thương kia đã cho chúng ta chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Nhiều ngôi nhà của người dân thường ở chân đồi đã bị chôn vùi. Lở đất kèm thêm nước lũ dâng cao khiến cho con đê trên sông Chu Lin bị vỡ và gây nên mất điện ở trạm thủy điện Mai Long. Theo đài quan sát Tứ Xuyên, nhiều chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn trôi xuống sông và phòng điều hành của trạm thủy điện bị cuốn bay trong trận lở đất vào lúc 14 giờ chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương Bắc Kinh. Theo thống kê của Ủy ban khắc phục lũ lụt và thiên tai, đã có hơn 300 người chết và mất tích, gần 7.000 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị chôn vùi và cuốn theo dòng nước lũ, hàng triệu tài sản hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền tự trị thông báo gần 50.000 mét khối đất đá đã chắn ngang một con sông tạo thành một hồ nước lớn, gây nguy hiểm cho nhiều người dân đang sinh sống ở đây. Đến sáng ngày 11 tháng 9, giao thông vận tải trên tuyến đường này đã và đang bị tắc nghẽn. Chính quyền nơi đây đang lên kế hoạch xử lý 50.000 khối đất đá để tìm ra những người bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh sát giao thông được triển khai ở hai đầu lối ra và hướng vào, giúp phương tiện di chuyển sang một con đường khác. Hơn 1,7 triệu người ở khu vực gồm 7 tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sự cố vỡ đập xảy ra. Trong năm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước và là lượng mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1949 cho đến nay. Các giá trị lượng mưa lớn này đã gây nên sự cố ngoài ý muốn cho chính quyền Trung Quốc trong tháng này, đã phá hủy mùa màng và Bắc Kinh đã phải sơ tán 88,2 triệu người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt mưa bão năm nay đã gây ra nhiều tổn thất,
khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã và đang phải trải qua những cơn mưa. Khối lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài và gây lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 10 triệu người, thiệt hại về kinh tế hàng tỷ nhân dân tệ. Mực nước tại hồ chứa đạt mức 144m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500 m khối lên 26.500 m khối mỗi giây chỉ sau một ngày, đã làm dấy lên những lo ngại về cấu trúc của các con đập đang đứng trước sức ép vô cùng lớn. Người dân cần phải được sơ tán ngay lập tức. Tin đồn về việc đập Tam Hiệp sắp vỡ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như đang đổ thêm dầu vào lửa, buộc chính quyền nhà nước Trung Quốc cần phải lên tiếng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng ngày 11 tháng 9 dẫn lời một chuyên gia nhận định, đập Tam Hiệp được thiết kế là đủ sức chịu áp lực và được các nhà nghiên cứu về cơ học kỹ thuật của Trung Quốc nhận định rằng đập Tam Hiệp vẫn đang an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 m và lượng nước hồ chứa đổ về đạt 75.000 m khối một giây. Ông lưu ý rằng lượng nước hiện tại cao hơn mức cảnh báo lũ là 2 m, nghĩa là đập Tam Hiệp phải xả gấp để cân bằng lại. Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc luôn tạo ra vẻ bên ngoài đất nước mình an toàn, đất nước mình là số một, nhưng những người dân nơi đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mà nếu không có những thông tin này thì chúng ta cũng chẳng biết được rằng đất nước Trung Quốc là như vậy. Đập Tam Hiệp ông ta nói là vẫn an toàn và sẽ an toàn hay sao? Đúng là hiện tại thì vẫn an toàn, hiện tại vẫn chưa vỡ, nhưng tương lai chẳng biết khi nào con đập này sẽ vỡ, khi mà ông ta vẫn đảm bảo cho mọi người vẫn an toàn. Tại sao ông ta không cảnh báo cho người dân Trung Quốc rằng đập này có nguy cơ vỡ để người dân kịp thời đưa ra những biện pháp để phòng chống phù hợp với thiên tai, địch họa? Đập Tam Hiệp này mà vỡ thì nó rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng đây là chuyện bình thường trong mùa mưa. Nước không phải là thách thức lớn nhất và là số một của hồ chứa. Một số chuyên gia cho rằng lời khẳng định của ông Ki Sung, nhà nghiên cứu Viện Cơ học của Trung Quốc giống như mang tính chính trị, chứ không phải là mang tính kỹ thuật của một nhà khoa học. Tân Hoa Xã thì không phủ nhận tin đồn này khẳng định an toàn đập Tam Hiệp. Thay vào đó, cơ quan này phát đi bản tin về số con tàu đi vào đập Tam Hiệp năm 2019 và những thành tựu mà đập Tam Hiệp có thể nhận được, đó là lưu lượng điện. Nhưng thay vào đó, họ chẳng bao giờ đăng tin về những thiệt hại cho việc xây dựng đập Tam Hiệp. Kể từ khi xây dựng, động đất xảy ra nhiều hơn, khí hậu bị thay đổi kèm theo rất nhiều thiên tai mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Nhưng truyền thông nhà nước chẳng bao giờ đưa những thông tin đó. Khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định rằng hệ thống thang máy dành cho tàu bè tại đập Tam Hiệp cũng như nhiều cấu trúc khác của nó vẫn an toàn. Năm 2020, có đến 146.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trên các tàu qua con đập Tam Hiệp. Theo truyền thông và báo Trung Quốc trích dẫn các bản tin, từ tháng trước cho đến nay đưa tin rằng có hàng chục triệu người đã bị thiệt hại do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại miền Nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ có tác động đến 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời và 1.300 ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đến 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 466 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, tại khu vực tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 62 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một địa điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ về, người dân và du khách phải đi sơ tán gấp. Có hơn 1.000 khách sạn đã bị ngập sâu đến 1 mét so với mực nước và 5.000 cửa hàng bị ngập lụt, hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Thưa quý vị, vừa qua những trận mưa tầm tã đã xảy ra hơn 2 ngày trước đó, khiến cho con đập Tiểu Bá vì không chịu nổi áp lực nước khủng khiếp đổ về mỗi giờ. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm đó đã bị vỡ, khiến hàng tỷ mét khối nước ập xuống như một cơn sóng thần trút xuống các khu vực vùng hạ lưu với vận tốc trên 100 km/h. Chỉ trong vài phút sau đó đã nhấn chìm hàng loạt tỉnh, thành phố xuống dòng nước như một trận đại hồng thủy. Hàng triệu xe cộ các loại cùng hàng trăm cây cầu bị cuốn trôi, hàng trăm ngàn ngôi nhà, xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở hành chính dân sự và quân sự ở các tỉnh như Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy, Trùng Khánh đã bị phá hủy và chìm trong dòng nước dữ. Hơn 18.000 người dân và binh sĩ bị thiệt mạng và mất tích. 2 triệu hecta diện tích lúa hoa màu bị hư hại và ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng trên 24 tỷ đô la. Mưa lũ vỡ đập còn gây ra một vụ sạt lở đất khủng khiếp đã chặn đứng dòng chảy của một con sông ở tỉnh San Tô, tạo ra địa chấn lớn đe dọa các ngôi làng kế cận thành phố Ân Thi ở hạ nguồn. Theo SCMP dẫn thông tin từ Cơ quan Kiểm soát Thiên tai và Hạn hán thành phố Ân Thi cho hay, hồ chấn hình thành khoảng từ 10 triệu mét khối đất lở trên sông Châu, một nhánh của sông Trường Giang vào sớm ngày hôm sau.
Đến khoảng 3 giờ sáng, nước từ thượng nguồn tràn qua hồ này tiếp tục ào xuống hạ lưu với vận tốc 2.000 m khối trên giây. Lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm hơn 120.000 binh sĩ đã được huy động và triển khai để cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở đất và khắc phục hậu quả vô cùng thảm khốc trong vụ lở đất lần này. Vụ lở đất khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 căn nhà bị vùi lấp, ẩn sau đập Tam Hiệp những con số khổng lồ biết nói và mối nguy hại khôn lường. Mong ước xây dựng một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Để có thể sánh ngang công trình lịch sử Vạn Lý Trường Thành, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián, bất chấp cả việc ẩn sau dự án đập Tam Hiệp vĩ đại này là những con số khổng lồ về chi phí thiệt hại. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc, mà còn để chế ngự con sông dài nhất nước này. Theo hệ tư tưởng đấu trời, đấu đất, đấu người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đập Tam Hiệp là một trong những đập lớn nhất thế giới, dài 2,3 km và là công trình công cộng gây nhiều tranh cãi trong hiện đại. Để bắt đầu, tổng chi phí của dự án này ước tính là 90 tỷ nhân dân tệ, 12,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó chỉ tính riêng cho việc xây dựng là 50 tỷ nhân dân tệ, 40 tỷ nhân dân tệ khác sẽ dành cho việc di dời dân cư sống trong khu vực hồ chứa. Năm 1998, hơn 1/3 khoản đầu tư hàng năm của chính phủ đã được phân bổ cho các khoản trả nợ vay hoặc do lạm phát liên quan đến công trình này. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc ước tính rằng hơn 2.000 di tích biến mất, khoảng 1.208 địa điểm khảo cổ đã bị nhấn chìm, bao gồm 30 địa điểm thời kỳ đồ đá có tuổi từ 30.000 đến 50.000 năm, hàng chục hang động thời kỳ đồ đá cách đây gần 4.000 năm, các ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Hán từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, và các ngôi đền nhà Minh có từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 cũng bị nhấn chìm. Một số chuyên gia ước tính có tới 15.000 di tích lịch sử và tiền sử bị ngập lụt. Tổng cộng, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã yêu cầu 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 420 triệu đô la Mỹ cho mục đích cứu khoảng 10% các di tích. Tuy nhiên, chỉ 1/5 số tiền được cấp bởi chính phủ Trung Quốc và không có gì từ các tổ chức quốc tế như UNESCO. Mưa lớn liên tục của Trung Quốc đã gây ra thảm họa, thiên tai lũ lụt. Khắp nơi ra thông báo khẩn cấp, đập Tam Hiệp một lần nữa lại toàn lực xả lũ, càng khiến cho lưu vực sông Dương Tử lũ lụt tràn lan. Vừa qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về tình hình lũ lụt của Tam Hiệp với tiêu đề đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Cư dân mạng chế giễu rằng đây là điều mà các bác sĩ thường nói với gia đình bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Điều này tương đương với việc đưa ra phán quyết tử hình cho đập Tam Hiệp. Do mực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng, các con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày. Và tới ngày thứ 3 vừa qua, mực nước đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 29,23m, vượt mức cảnh báo 2,0m và cách mực nước đảm bảo là 29,73m, chỉ 0,5m. Chòi ngắm sông ở Nghi Sương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Vào cùng ngày, Bộ Chỉ huy Kiểm soát Lũ lụt Vũ Hán tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện quản lý khép kín các bãi sông Hán Khẩu, Vũ Sương, Hán Dương. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn rất nhiều so với mặt đường dọc theo sông Dương Tử. Sông Dương Tử đã trở thành một dòng sông lơ lửng tại Vũ Hán. Cư dân mạng đều cho rằng do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày toàn lực xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ lưu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo tin của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào lúc 14 giờ hôm thứ Sáu, lưu lượng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 46.000 mét khối trên giây, gấp đôi so với lúc 14 giờ ngày hôm trước. Mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn 4 mét, đạt tới 149 mét. Vì vậy, vào ngày 12 tháng 9, đập Tam Hiệp lại tiếp tục xả lũ. Tổng quản lý phòng chống lũ sông Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng xả của hồ chứa Tam Hiệp xuống trung bình 40.000 mét khối trên giây mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 53.000 mét khối trên giây và tăng lên 56.000 mét khối trên giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã một lần nữa toàn lực xả lũ, nhưng mực nước vẫn tăng vọt liên tục. Kể từ ngày 12 tháng 9, mực nước của Tam Hiệp đã vượt quá 154 mét. Nói cách khác, khi đỉnh lũ còn chưa thực sự tới thì mực nước đã tăng lên 5 mét. Tuy nhiên, mùa lũ đã vào cuối vụ mà đập Tam Hiệp vẫn đang bị đe dọa từng khắc. Ngày 12 tháng 9, CCTV đã đưa tin về tình hình lũ lụt của Tam Hiệp với tiêu đề "Đập Tam Hiệp đã làm hết sức, xin hãy ngừng chỉ trích nó".
hãng NTD thì đưa tít xin lỗi, Đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Nội dung bài viết về cơ bản là giống nhau và đều nói rằng Đập Tam Hiệp lần này gặp họa lớn. Lần này Đập Tam Hiệp cũng đành bó tay bất lực. Tại 52 con sông ở 8 tỉnh đã phát sinh mực nước trên mức cảnh báo lũ. Người dân Hồ Bắc thực sự khó khăn trong năm nay. Dịch bệnh khiến họ bị phong tỏa nhà ở, bây giờ trời lại mưa bão. Vụ mùa đã bị ngập úng trong nhiều ngày, sau khi nước rút, mùa màng sẽ bị chết mất một nửa. Chưa kể đến việc nuôi trồng thủy sản. Bài báo ngụy bịa rằng Đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình, xin hãy ngừng chỉ trích nó. Đập Tam Hiệp đã ngăn chặn lũ lụt do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử vài tuần qua nên mới bảo vệ được hạ lưu. Tuy nhiên gần đây ở Giang Tây, An Huy và những nơi khác lại có mưa to và đó là trận mưa lớn hiếm hoi có hơn 100 năm qua. Lần này mưa xuất hiện là ở vùng hạ lưu, dù Tam Hiệp có vĩ đại đến đâu, nó cũng không thể ngăn nổi. Các bài báo nói rằng Đập Tam Hiệp có thể lưu trữ hàng chục tỷ mét khối nước. Đồng thời, nó cũng gây ra một số lo ngại về lũ lụt ở khu vực hạ lưu, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng nếu đập bị vỡ, nhiều thành phố ở hạ lưu sẽ bị chìm trong nước. Nếu toàn tuyến Đập Tam Hiệp bị sập, hồ chứa trị giá hàng chục tỷ sẽ trôi theo dòng lũ và tốc độ dòng nước sẽ cao hơn tới 120 km. Như vậy, sau 4 giờ, đồng bằng Giang Hán, Hồ Bắc, Kinh Châu, Nghi Sương và các khu vực khác sẽ bị ngập. Sau 10 tiếng, lũ sẽ có thể đổ vào Vũ Hán. Trong 24 tiếng sẽ đổ vào Nam Kinh, lúc đó tổn thất sẽ không thể ước đoán được. Bài báo nói rằng không thể chỉ đổ lỗi cho một mình công trình, Đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình. Điều khủng khiếp nhất trên thế giới là bác sĩ nói với gia đình rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chuẩn bị cho sự đầu hàng trước lũ lụt, bắt đầu đổ lỗi, bây giờ thì nói là đã làm hết sức. Lúc đầu họ nói công trình có thể ứng phó với trận lũ 10.000 năm mới có một lần, rồi sau đó nói 1.000 năm, rồi lại nói là 100 năm. Và gần đây thì nói không nên ký thác quá nhiều hy vọng, vì vậy bây giờ nói là cần từ bỏ đi. Ngay từ tháng 7 năm ngoái, một người dùng Twitter đã tiết lộ rằng Đập Tam Hiệp đã biến dạng và có nguy cơ vỡ, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng một khi Đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc lâm vào cảnh lầm than và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ bị diệt vong. Tin tức này đã làm dấy lên mối lo ngại và sự chú ý của cư dân mạng trong và ngoài nước. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng con đập xác thực có biến dạng nhưng ở trạng thái đàn hồi. Nhưng một nghi vấn đặt ra không thể bỏ qua là có phải chính quyền đang che đậy điều gì? Trước và sau khi hoàn thành Tam Hiệp, dường như luôn che giấu một tội ác khó có thể tiết lộ. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm tất cả các cuộc điều tra và biến một vấn đề liên quan đến mạng sống của hàng trăm triệu người dân thành một vùng cấm. Năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng Đập Tam Hiệp là một con đập vững chắc có thể chịu được lũ lụt 10.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2007, đổi thành ngăn lũ 1.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2008, lại nói rằng nó có thể chịu đựng được lũ lụt 100 năm xuất hiện một lần. Cuối cùng, vào năm 2010, nó đã được cho là có thể ngăn lũ lụt trong 20 năm xuất hiện một lần. Có thể nói là thông tin đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi hết lần này đến lần khác. Vào thời điểm đó, CCTV cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của Tam Hiệp bị hạn chế và không nên đặt hết hy vọng vào con đập. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu khởi công dự án Tam Hiệp, các vấn đề về chất lượng liên tục được báo cáo. Trước khi hồ chứa Tam Hiệp đưa vào sử dụng năm 2003, tổ nghiệm thu công trình Tam Hiệp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phát hiện hơn 80 vết nứt trên bề mặt. Từ năm 2008 đến năm 2012, đã có 401 mối nguy hiểm về địa chất xảy ra trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hàng năm thường có khí hậu bất thường, những thảm họa như động đất, hạn hán, nhiệt độ cao, lũ lụt lần lượt kéo đến và hồ Bà Dương thì gần như đã khô hạn. Hàng triệu người trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp cũng đã trở thành những nhóm người thực sự chịu thiệt thòi. Bởi vậy, số lượng thư khiếu nại cầu cứu mỗi năm cao tới hơn 85.000 lượt, vẫn tiếp tục không thể suy giảm sau mỗi năm. Trong nhật ký Tam Hiệp do cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng xuất bản đã bị Giang Trạch Dân ném ra ngoài và nói, sau năm 1989, tất cả các quyết định lớn về công trình Tam Hiệp đều do Giang Trạch Dân đưa ra. Tại lễ kỷ niệm hoàn thành công trình Tam Hiệp năm 2009, không có nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào đến chúc mừng.
Đây là điều vô cùng hiếm thấy. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Quân ủy Trung ương đã triển khai 4.600 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của đập Tam Hiệp. Điều này đủ để tiết lộ những nguy hiểm tiềm ẩn của công trình Tam Hiệp. Thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu xây dựng con đập, đã có hơn 100 công nhân đã chết trong quá trình xây dựng kéo dài. Hồ chứa đã nhấn chìm 2 thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc theo bờ sông, trong khi chính phủ hứa rằng con đập sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng xung quanh hạ lưu. Nhưng gần đây, lưu vực sông Dương Tử có lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 62 năm, khiến sông và nhiều phụ lưu của nó bị ngập nước, lũ lụt. Hơn 168 người đã chết và mất tích, 3,67 triệu cư dân phải di rời và 54,8 triệu người bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại kinh tế 144 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ. Hàng vạn mẫu đất nông nghiệp màu mỡ vốn được sử dụng để trồng 40% ngũ cốc và 70% lúa gạo của nước này bị ảnh hưởng bởi dự án Tam Hiệp. Thống kê cho thấy có khoảng 74.000 mẫu đất nông nghiệp, bao gồm cả đất màu mỡ gần sông đã bị mất vào hồ chứa. Ngoài ra, 13 thành phố lớn, 140 thành phố và thị trấn nhỏ hơn, 1.352 ngôi làng, 1.600 nhà máy và 700 trường học cũng bị nhổ bỏ bởi dự án đập Tam Hiệp. Theo một nghiên cứu của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, trong 6 năm sau khi hồ chứa được lấp đầy vào tháng 6 năm 2003, đã có 3.429 trận động đất được ghi nhận dọc theo hồ chứa. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ gần 10 tỷ đô la Mỹ cho công tác tái định cư, chiếm khoảng 40% chi phí của dự án đập Tam Hiệp. Theo BBC, các kiểm toán viên Trung Quốc cho biết, số tiền hơn 30 triệu đô la Mỹ đã bị biển thủ từ các quỹ được cấp vào năm 2004 và 2005. Đồng thời cảnh báo rằng con số tổng cộng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Khoảng 1,4 triệu người đã phải di rời cho dự án đập lớn này. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cho biết họ tin rằng 272 triệu nhân dân tệ, tương đương 34,8 triệu đô la Mỹ trong số 9,6 tỷ nhân dân tệ được phân bổ trong năm 2004 và 2005 đã bị chính quyền địa phương chiếm đoạt. Số tiền này lẽ ra phải được sử dụng cho việc cấp nhà ở, xây dựng và các dịch vụ khác, như đào tạo việc làm liên quan đến việc tái định cư cho những người dân bị di rời. Thay vào đó, nó được dùng để trả các khoản nợ của các bộ phận khác, trả lương cho nhân viên, xây thêm văn phòng và nhà ở cho những người bên ngoài dự án tái định cư. Văn phòng kiểm toán cho biết, các kiểm toán viên cũng phát hiện ra các trường hợp trả lương cho công nhân không tồn tại và việc tăng chi phí xây dựng dự án một cách không cần thiết. Một số người dân thuộc diện di rời được hứa khoản tiền 4.000 đô la Mỹ một người, thực tế họ chỉ nhận được 1.000 đô la Mỹ một người. Sau khi bị khấu trừ tiền chuyển nhà, trả nhà mới và nhiều loại phí khác, còn có những trường hợp khác không được bồi thường hay giải thích về những gì đã xảy ra với tiền của họ. Một nạn nhân nói với tờ Boston Globe, thật là vô lý và chúng tôi đã đi từ cơ quan này sang cơ quan khác nhưng không ai quan tâm đến việc của chúng tôi. Một khi đất đai của tôi ở dưới nước, tôi không biết mình sẽ làm gì sống sót. Một số người trong số này đã đưa vụ việc của họ trình báo lên chính quyền hoặc giới truyền thông và họ đã bị đánh đập bởi những kẻ côn đồ. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong hơn một tháng qua. Đập Tam Hiệp đang xả nước khẩn cấp khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao chóng mặt. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Thượng Hải đã biến thành thành phố trên biển, đường phố biến thành sông và ở một số khu vực nước ngập tới cả mét. Lái xe giống như đang lái thuyền trên muôn trùng con sóng lớn. Hôm vừa qua, Thượng Hải tiếp tục bị những cơn mưa dữ dội tập kích, lượng mưa trung bình lên tới hơn 120mm. Trong buổi sáng cùng ngày, đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành màu vàng, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng cho tổ hợp mưa xối xả, gió mạnh, sấm sét, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Có cư dân mạng ở Thượng Hải mô tả, mưa lớn ở Thượng Hải giống như bầu trời bị thủng vậy, với tay một cái là hứng được cả một chậu nước rửa mặt. Mưa lớn cộng với mực nước trên sông Dương Tử tăng vọt là mực nước trên sông Hoàng Phố cũng tăng lên nhanh chóng. Hệ thống kiểm soát và thoát nước của Thượng Hải gần như mất hiệu lực nên gây ra ngập lụt khắp thành phố. Một video khác cho thấy quận Từ Hội, một quận trung tâm của Thượng Hải đã bị ngập lụt và đường phố đều biến thành sông. Một số nơi nước ngập đến cả mét. Theo thông tin chính thức, trận hồng thủy lần này trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp,
và đang tiến về các thành phố ở hạ lưu. Do đập Tam Hiệp xả lũ để tự bảo vệ nên mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử đã tăng vọt. Vũ Hán, Kinh Châu, Ân Thi và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ngập lụt trong các ngày tiếp theo. Hiện tại, trận hồng thủy số 1 của sông Dương Tử vẫn chưa về đến Thượng Hải. Nhưng có thể dự đoán là Thượng Hải cũng sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt rất nghiêm trọng. Trước đó, trên Internet đã có một cuộc thảo luận sôi nổi rằng năm nay lũ lụt tấn công khiến đập Tam Hiệp nguy cơ trùng trùng. Nếu như con đập bị vỡ, Thượng Hải sẽ biến thành thành phố trên biển. Để cứu vớt thể diện của công trình đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải xả lũ khẩn cấp để cứu đập. Nhưng việc này lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho người dân ở các thành phố khu vực phía dưới hạ lưu. Dịch bệnh giờ lại thêm lũ lụt khiến người dân phải chịu nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời. Có cư dân mạng phàn nàn, có vẻ như toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã bị lũ lụt nhấn chìm mà không phải do vỡ đập. Các chuyên gia thì bác bỏ tin đồn và nói rằng con đập không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng ngay cả khi không có vấn đề gì, bị ngập đến nước này thì chính phủ cũng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Có cư dân mạng còn chế giễu, lũ không ngập đến Trung Nam Hải là được rồi, đừng làm phiền chủ tịch Tập nghỉ ngơi. Thưa quý vị, con đập khổng lồ nằm trên một phần thượng nguồn của sông Dương Tử và giúp ngăn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa khổng lồ, sau đó kiểm soát việc xả nước qua các cửa cống của nó. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175m. Vào mùa hè, nó dần dần hạ xuống thấp 145m để nhường chỗ cho nước lũ tràn vào. Nhưng đó không là gì so với khối lượng nước lũ có thể chảy vào đập trong những năm tồi tệ. Phan Xiao, một nhà địa chất Trung Quốc và là nhà phê bình lâu năm về con đập cho biết, một trận mưa lũ lớn sẽ mang đến hơn 244 tỷ mét khối nước, tức là khoảng gấp đôi thể tích của biển chết, có thể đi qua Tam Hiệp trong 2 tháng, theo tính toán của Phan. Khả năng chứa của hồ chứa của đập chỉ có thể xử lý khoảng 9% lượng đó. Nó giống như việc sử dụng một chiếc cốc nhỏ để xử lý một bồn nước lớn. Về mặt kiểm soát lũ lụt, chi phí của con đập chắc chắn cao hơn lợi nhuận thu được. Ông Phan nói thêm, đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Tính đến mùa thu năm 2007, đã có hơn 4.700 vụ sạt lở đất ở một số khu vực vách đá và núi dốc, và 1.000 địa phương đã được yêu cầu gia cố hoặc sơ tán. Bắc Kinh đã có chính sách khuyến khích người dân sống ở các khu vực dễ bị tổn thương do sạt lở đất đai di chuyển đến các thành phố khác, và đã phân bổ khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ cho việc tái định cư và xây dựng đội quân tiếp viện. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã được thảo luận từ những năm 1950. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra và ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hết sức trái ngược. Từ khi Mao Trạch Đông nhấn mạnh khẩu hiệu nhân định thắng thiên, tuyên bố cải tạo làm sạch sông Hoàng Hà, đến khi Đặng Tiểu Bình nói rằng khởi động dự án có những vấn đề chính trị, nhưng không khởi động thì còn nhiều vấn đề chính trị hơn, vì vậy vẫn phải khởi động. Ý kiến của ông Đặng rất rõ ràng, không chấp nhận ai đó bên ngoài đảng chống lại. Càng nhiều người phản đối càng phải kiên trì. Dự án đập Tam Hiệp còn được ủng hộ mạnh mẽ và tích cực thúc đẩy bởi hai lực lượng. Một là lực lượng làm điện lực đứng đầu là Thủ tướng Lý Bằng, hai là Bộ trưởng Thủy lợi Tiền Chính Anh và hệ thống liên quan. Sự hỗ trợ của hai lực lượng này để khởi động dự án Tam Hiệp cho thấy có một nền tảng của lợi ích ngành trong việc hình thành các chính sách. Có một điểm đáng lưu ý, hai nhiệm kỳ ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, xuất thân là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, kỹ sư thủy lợi, nhưng ông không một lần đặt chân đến Tam Hiệp. Ông Phan Gia Tranh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của đập Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, cũng là tác giả của quyển sách Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể về giấc mơ khủng khiếp của mình, bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái môi trường. Tại đó, ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ, bị can Phan Gia Tranh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo, dẫn đến địa ngục phải chịu mọi cảnh đau đớn khôn nguôi. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Tranh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo về việc không phù hợp nếu xây dựng đập. Nhưng rồi được sự giúp đỡ giáo dục của chính quyền, sau đó ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án này. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị, công trình Tam Hiệp đã hoàn thành với hậu quả xấu nhãn tiền. Theo tác giả Thierry Sanjuan, Remy Bro, Bắc Kinh muốn chơi con bài chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc để thúc đẩy một biểu tượng về quang vinh vĩ đại.
với một dự án tương đương với Vạn Lý Trường Thành. Sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đòi hỏi phải tăng cường sản xuất điện và khả năng điều hướng tốt hơn dọc theo con sông lớn nhất Trung Quốc. Đó là những lý do được đưa ra cho dự án đập Tam Hiệp. Các trí thức bất đồng chính kiến đã mạnh mẽ lên án dự án. Người nổi tiếng nhất là nhà báo Jai King, người đã vận động chống lại việc xây dựng con đập từ những năm 1980 trở đi, và cùng với việc phát hành cuốn sách Giấc mơ Dương Tử vào mùa xuân năm 1989, quy tụ 40 nhà khoa học, nhà kinh tế và nhà báo phản đối dự án. Điều này dẫn đến cho ông án tù 10 tháng, bao gồm 6 tháng biệt giam. Tại thời điểm xây đập, một số nhà môi trường cho rằng dự án có thể tiêu tốn tới 75 tỷ đô la Mỹ cho các vấn đề về môi trường. Trên thực tế, sông Dương Tử nhận hơn 1 tỷ tấn nước thải mỗi năm từ hơn 3.000 ngành công nghiệp và công ty khai thác mỏ. Khoảng 50 chất ô nhiễm đã được xác định trong nước của sông, bao gồm nhiều chất độc như chì, thủy ngân, cadmium, chrome, arsen, cyanua và phenol, cũng như các sản phẩm gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy giấy và nông nghiệp, bao gồm nitrat, phosphat và cellulo. Đến năm 2003, chỉ một số nhà máy xử lý nước được hoàn thành. Và dù chính phủ Trung Quốc đã tiêu tốn 2,55 tỷ đô la Mỹ cho các dự án làm sạch, chất lượng nước vẫn không được cải thiện trên sông Dương Tử. Chất thải đô thị cũng là một phần của 16,6 tỷ tấn chất thải được dòng sông mang theo kể từ năm 1988. Và việc xử lý biển chất thải này sẽ khiến dự án đập Tam Hiệp lỗ nặng. Cố vấn Nhà Trắng Navarro đã từng đề cập về hiện trạng này với câu nói hài hước chua cay: nước, nước rất nhiều nhưng không có giọt nào uống cả. Vào mùa xuân năm 2011, mặc dù chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận những sai phạm với dự án này, điều kịch tính nhất xảy ra khi Quốc vụ viện do ông Ôn Gia Bảo đứng đầu thừa nhận những vấn đề cấp bách trong một tuyên bố nhằm xoa dịu sự tức giận của công chúng. Vào năm 2010, các kỹ sư đã đề xuất một đợt di dời nữa của hàng trăm nghìn cư dân gần đó và yêu cầu đầu tư nhiều hơn vào việc khôi phục hệ sinh thái. Cùng lúc đó, Quốc vụ viện, nội các đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cần phải chi thêm 20 tỷ nhân dân tệ hoặc nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề về sạt lở đất, ô nhiễm và di dời. Dai King, nhà phê bình lâu năm về dự án cho biết, chính phủ xây một con đập nhưng lại phá hủy một con sông. Nhà phân tích Jonathan Watt viết trên Guardian vào năm 2011 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các nhà máy xử lý nước, nhưng những người phản đối đập cho rằng con số ấy không thể đủ. Dù chính phủ có nỗ lực như thế nào để giảm bớt rủi ro thì điều đó cũng là vô ích. Hội đồng nhà nước đang chi nhiều tiền cho dự án hơn là cho việc điều tra đầy đủ. Họ không có sự sẵn sàng thực sự để giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, nhắc đến thiên tai, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến động đất sóng thần. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, chúng ta hầu như khó có thể chống lại và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu thương vong. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất lớn xảy ra tại thị trấn Jingxiu, huyện Vân Xuyên, Tứ Xuyên với cường độ 8,0 độ Richter trở lên. Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Vân Xuyên lên tới 69.227 người, thật sự rất bi thảm. 8 trận động đất này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau ở Vân Nam. Theo sử sách ghi lại, nó đã xảy ra một lần ở huyện Jinjilang, Vân Nam cách đây hàng trăm năm, trước khi động đất xảy ra hiện tượng rất khác thường trên bầu trời. Ban ngày trời quang mây tạnh, mây mù áp chế khiến cho toàn bộ Jilang quận đều bị bóng tối vây quanh. Không bao lâu sau, một tiếng sấm rền vang lên từ phía tây nam. Lúc đó người dân không hề hay biết về thiên tai sắp xảy ra. Khi trận động đất xảy ra, nhiều người đã mất mạng trong trận động đất kinh hoàng. Các trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên cũng xảy ra ở Yongsan và Quixi ở Vân Nam. Hai trận động đất xảy ra cách nhau vài thập kỷ, mỗi trận đều gây ra thương vong nghiêm trọng. Vào thời Khang Hy cũng có một trận động đất lớn với cường độ tương tự, với số người chết lên tới khoảng 3.000 người. Điều này đã làm dấy lên sự chú ý của toàn bộ triều đình và dân chúng. Vị trí xảy ra vụ việc nằm ở phía nam huyện Mizu, tỉnh Vân Nam, cũng là nơi có nhiều sông ngòi. Nước sông bị mất nhanh do ảnh hưởng của trận động đất, thiệt hại về kinh tế đất đai cũng rất lớn. Một nơi khác cũng xảy ra vào thời nhà Thanh là Junipo, Đang Chuân, Vân Nam. Diện tích Junipo tương đối rộng, có nhiều người sinh sống gần đó. Năm 1789, một trận động đất xảy ra gần hồ Fujian ở Vân Nam. Cường độ của trận động đất cũng trên 7 độ Richter, gần như không thua gì trận động đất ở Vân Xuyên. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là các ngôi làng gần Fujian. Ngoài thương vong, một số gia cầm thuần hóa cũng bị tiêu hủy. Với trận động đất và lũ quét, nhiều thứ bị cuốn trôi vào sông hồ cùng với dòng chảy.
Thiệt hại do trận động đất gây ra không chỉ khiến nhà cửa bị sập mà nhiều vùng đất nông nghiệp cũng bị nứt do động đất. Trong 8 trận động đất ít được biết đến, trận động đất mạnh nhất là vào thời Dao Quang, thang động đất lên tới 8 độ Richter. Nó xảy ra ở khu vực Jianlin của sông Min, Vân Nam và kéo dài trong một thời gian dài, giữa ngày và đêm gần như không bị gián đoạn. Khoảng thời gian gần nhất là sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập ở một nơi gọi là huyện Thông Hải ở Vân Nam. Quý vị thân mến, đi cùng với sự phát triển của thời đại, nhiều công nghệ đã được phát triển có thể dự đoán trước động đất, có thể phát hiện trước gần như trong vài giây. Cùng với việc truyền tải thông tin nhanh chóng, con người có thể tránh được thương vong ở mức độ lớn nhất. Chúng tôi tin rằng những mặt hạn chế do các trận động đất trước mang lại. Thời tiết cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Đầu tuần vừa qua, Thượng Hải hứng chịu một trận sét hiếm có, gió mạnh, mưa đá xối xả, mây đen bao trùm thành phố, ngày cũng như đêm, mưa xối xả chút xuống. Trưa ngày thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo sét vàng, hầu hết các khu vực đều bị sét đánh kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo bão màu xanh và cảnh báo mưa đá màu vàng được đưa ra sau đó cùng ngày. Cảnh báo gió giật màu vàng cũng được đưa ra cùng ngày. Dự báo sẽ có dông bão và gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 tại khu vực trung tâm đô thị Pudong, Chongming, Songjiang, Qingpu, Minhang, Jiangding, Baosan và những nơi khác trong ngày hôm đó. Đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy, trước cơn mưa, mây đen bao trùm khắp thành phố Thượng Hải, một số ô tô bị ngập trong nước. Thời tiết khắc nghiệt hiếm có ở Thượng Hải và những nơi khác đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Một số cư dân mạng thở dài, Thượng Hải khó khăn thật. Vừa sau đợt dịch lại mưa nữa. Cùng ngày, Nan Trang, thủ phủ của tỉnh Giang Tây cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và toàn bộ thành phố bị ngập lụt. Đoạn video cho thấy vào lúc 10 giờ sáng, một trận mưa lớn đã đổ xuống ở Nam Xương và một số khu vực đô thị bị ngập lụt. Ở một số đoạn đường, chiếc ô tô chìm trong nước chỉ còn trơ lại phần mái. Ngoài ra, khi ông Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Hồng Kông, Đài Thiên Văn Hồng Kông đã phát đi tín hiệu báo động số 2 vào tối ngày hôm đó. Từ ngày hôm sau đến 2 ngày tiếp theo, Hồng Kông sẽ hứng chịu những cơn bão dữ dội với sức gió lớn nhất đạt cấp 6, cấp 7. Một số cư dân mạng chế nhạo rằng mặc dù không khí chặt chẽ do an ninh của Đảng Cộng sản thực hiện, nó không thể ngăn chặn cơn bão mạnh mẽ do Chúa an bài. Thưa quý vị, cũng vào chiều tại Trịnh Châu, Hà Nam bị bao phủ bởi mây đen, sấm sét, gió mạnh và mưa xối xả. Ngày lập tức chuyển sang đêm và nước tích tụ ở nhiều nơi trong thành phố. Trước trận mưa bão, một bầu trời xanh hiếm thấy ở khu đô thị Trịnh Châu. Tờ Elephant News đưa tin, nhiều người dân đã chụp ảnh cơn mưa xối xả. Đoạn video cho thấy những đám mây đen tràn ngập thành phố và trời đổ mưa lớn ngay lập tức. Nhân chứng bà Giang cho biết ban ngày trời đang nắng, sau khi tan sở thì trời đổ mưa đột ngột, như thể bầu trời bị thủng. Người qua đường không thể tránh khỏi. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu nói, ngay lập tức trời trở nên tối tăm và giông tố. 6 giờ giống như 8 giờ, 9 giờ đêm. Tôi sợ hãi và khóc. Sấm chớp kèm theo sét đánh liên hồi, bây giờ cần gạt nước trên cao hoạt động ở mức tối đa. Và tất cả các xe họ đều bắn đèn flash kép và tiến về phía trước với tốc độ nhanh và nhiều người lái xe không dám nghĩ dừng lại ở bên phải. Đừng để xảy ra thảm kịch như năm ngoái đã từng xảy ra. Vào cùng ngày, tất cả các chuyến tàu trên tuyến ngoại ô Trịnh Châu tạm thời dừng lại trong ga và một số chuyến tàu đã trả khách tại ga Vành Đai 4 phía Nam. Một số tuyến đường ở Trịnh Châu tích nước, mực nước dâng cao qua đầu gối. Đoạn 3 hầm đường bộ Trinh Quang là hầm đường bộ phía Bắc Trinh Quang, hầm đường bộ phía giữa Trinh Quang, hầm đường bộ phía Nam Trinh Quang tạm thời kiểm soát được giao thông và sẽ giải phóng được trong các khoảng thời gian kiểm soát giao thông tạm thời của hầm đường bộ. Vào khoảng 7 giờ tối, sân bay Trịnh Châu gặp gió mạnh và mưa bão. 7 chuyến bay đi bị hoãn, 2 chuyến bay bị hủy và 2 chuyến bay đến từ Ôn Châu và Thâm Quyến đến Trịnh Châu và chuyển hướng đến các sân bay gần đó. Ngoài cầu Vồng, sau cơn mưa, một bầu trời xanh hiếm thấy xuất hiện ở khu đô thị Trịnh Châu trong trận mưa lớn. Vào lúc 17 giờ 45 phút, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu phát tín hiệu vàng cảnh báo mưa dông và gió giật mạnh. Dự kiến trong 6 giờ tới, khu vực đô thị chính quyền Thượng Giới và khu vực sân bay Trịnh Châu sẽ chịu ảnh hưởng của mưa dông và gió giật mạnh, có khả năng gió giật mạnh trên từ cấp 7 đến cấp 9 trở lên. Kèm theo sấm sét mạnh, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá sẽ xảy ra. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày hôm đó, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu
phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 của thành phố. Đến 22 giờ 40 phút đêm, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu thông báo từ 14 giờ ngày hôm đó đến 21 giờ ngày hôm sau, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ, lượng mưa tối đa là 149,0mm tại Hàn Quan trong huyện Guji. Cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất là 105,6mm. Vào năm ngoái đã xảy ra một trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ga tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu bị ngập và đường hầm Trinh Quang bị nhấn chìm, gây thương vong nặng nề. Sau đó, giới chức địa phương thống kê được 398 người chết và mất tích do thảm họa, nhưng công chúng thường đặt câu hỏi về tính xác thực của số liệu thống kê chính thức. Thưa quý vị, âm thanh lạ, nhật thực cá nhảy, phải chăng là dấu hiệu báo trước động đất lớn? Các chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra tin đồn rằng âm thanh kỳ lạ như tiếng bò giống gần đây đã xuất hiện ở vùng núi Quý Châu là tiếng chim hót trên núi. Kết quả là, để đáp lại tuyên bố của chuyên gia, Vân Nam và Quý Châu đều đã xảy ra các trận động đất nhỏ để chứng minh rằng âm thanh thực sự có liên quan đến trận động đất. Người ta nói rằng đó có thể là đất kêu, nghĩa là âm thanh của ma sát giữa các bản khối vỏ trái đất trước trận động đất. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm được chia sẻ, nhìn chung, những trận động đất nhỏ sẽ không có đất kêu lớn. Lần này, đất kêu ở vùng núi sâu của Quý Châu đã kéo dài hơn 10 ngày và hàng ngày xuất hiện vào buổi trưa và chiều. Chỉ những trận động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên mới gây ra đất kêu nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, sẽ có động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên xảy ra không? Hy vọng là sẽ không có. Nhưng hãy xem kinh nghiệm được ghi chép trong những cuốn sách cổ, xem những dấu hiệu nào sẽ xuất hiện trước trận động đất. Có thể dựa vào những ghi chép của các cuốn sách cổ để đoán xem những âm thanh lạ phát ra trong lòng đất ở Quý Châu cùng nhiều dị tượng gần đây ở Trung Quốc đang báo hiệu điều gì. Động đất thiên tượng. Nhật thực có xác suất cao nhất tương ứng với một trận động đất. Vào ngày hạn chế, nhật thực có thể quan sát được bằng mắt thường đã xảy ra trên khắp Trung Quốc. Hán Thư, Dực Phụng, Truyền Trích dẫn Tiểu Nhã, Thập Nguyệt Chi Giao Thiên nhấn mạnh rằng sau nhật thực ắt sẽ có một trận động đất, đồng thời nói rằng hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng, giống như ở trong tổ biết gió, ở trong hang biết mưa. Sách còn cho rằng sự thay đổi của bầu trời có thể thấy được từ khí của sao. Nhật thực và sự thay đổi của trái đất có thể thấy được từ những chấn động của những vật lạ. Hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng. Mưa sao băng, Ngu Hương Huyện Trí, quyển 10. Mục Cựu Văn Khảo có ghi chép vào đêm ngày 15 tháng 7, năm Đồng Trị thứ nhất thời nhà Thanh, 1862, thiên thạch rơi xuống như mưa, sau đó là động đất, hơn nữa là động đất liên tục. Ngày 7 tháng 10 động đất, ngày 7 tháng 11 lại động đất. Động đất, đất kêu. Vào năm 2022, ở vùng núi sâu của Quý Châu, Trung Quốc, âm thanh kỳ lạ như tiếng bò xuất hiện, có người cho rằng nó là rồng kêu. Năm Khai Nguyên thứ 22, đời nhà Đường, năm 734, vào ngày 18 tháng 2, hiện tượng mặt đất phát ra tiếng kêu như sấm, xảy ra trước trận động đất Tần Châu. Phần Ngũ Hành, quyển 37, sách Cựu Đường Thư đã ghi chép rất rõ. Đầu tiên, người dân Tần Châu nghe thấy một âm thanh âm âm dưới lòng đất ở phía tây bắc Tần Châu. Một lát sau, động đất xảy ra. Sách Tam Hà, Huyện Trí của tỉnh Hà Bắc ghi chép lại một số dấu hiệu trước trận động đất vào năm Khang Hy thứ 18 và Giờ Tị ngày 28 tháng 7, một dấu hiệu báo trước trận động đất ở Kinh Thành là có âm thanh lạ từ phía Tây Bắc, âm thanh như tiếng sấm. Âm thanh đó dần đến gần. Đột nhiên dưới lòng đất giống như đại pháo nổ, tiếp theo là hàng trăm hàng ngàn tiếng pháo đá, giống như đội hình binh mã 10 vạn quân đạp đất phi đến. Động đất, động vật dị thường. Cũng vào năm 2022 xuất hiện tượng cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Chiết Giang, Cát Lâm và Hồ Nhị Hải ở Vân Nam. Phần Ngũ Hành Chí Hạ, quyển 29, sách Tấn Thư có ghi chép ngày Đinh Mão tháng Giêng năm Vĩnh Hòa thứ 10, đời Tấn Mục Đế. Động đất xảy ra, tiếng kêu như sấm, gà lôi đều kêu vang. Sách Đại Đường Khai Nguyên Chiêm Kinh có ghi chép chuột tụ tập kêu ở đường phố và trong triều đình, động đất, mặt đất nứt. Động đất, thời tiết bất thường. Từ mùa xuân đến mùa hè đến năm 2022, sự bất thường về thời tiết đã xuất hiện ở nhiều tỉnh khác nhau trên toàn quốc Trung Quốc. Mùa xuân lạnh làm chết cả mầm cây, mưa đá mùa hè đập vỡ dưa, trái cây, lương thực, mưa đá to như quả trứng cũng làm hỏng các tòa nhà của thành phố. Trong những cuốn sách cổ cho rằng thời tiết bất thường như ban ngày thấy sao thái bạch, mưa đá, tuyết đỏ, mây đen che phủ kín trời.
mưa dầm và hạn hán, mưa bất thường, gió và sương mù đều là sự cảnh báo của Thượng Thiên. Động đất, một việc mà quân vương ắt phải làm. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1970 trước công nguyên, một trận động đất lớn bất thường đã xảy ra ở phía đông Hà Nam, giết chết hơn 6.000 người. Hán tuyên đế Lưu Tuân vì vậy đã xuống chiếu trách tội bản thân. Trong chiếu trách tội bản thân, Hán tuyên đế viết: "Trẫm thừa kế nghiệp lớn thờ phụng tông miếu được phó thác ở trên bá quan bách tính, chưa hòa hợp được với chúng sinh lúc trước động đất ở Bắc Hải, lang gia làm hư hại tông miếu tổ tiên, trẫm rất lo sợ." Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, dối trá phát tán virus khiến thế giới lao đao vì đại dịch chưa dừng. Nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng nhìn nhận những hành vi sai trái tày trời của mình, mà tiếp tục bưng bít và đổ lỗi cho cả thế giới. Thật là thái độ khiến trời không dung đất không tha. Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng thừa nhận những hành vi sai trái này. Trung Quốc liên tiếp chìm trong các dị tượng, đại họa liên tục xảy ra, người dân cũng khốn đốn trong thảm họa. Nền văn minh cổ đại 5.000 năm với biết bao sách cổ quý giá về chiêm tinh, dự ngôn giải mã các hiện tượng kỳ bí của tự nhiên. Hoàng đế thời xưa biết chiếu vào đó mà phản tỉnh, sửa sai, mới có cơ hội giữ được quốc gia tránh khỏi thảm họa. Gần đây, tỉnh Sơn Đông đã trở thành trung tâm của các trận mưa lớn và nhiều nơi bị ngập lụt. Dữ liệu cho thấy lượng mưa trong 2 ngày qua đổ xuống là 14,57 tỷ mét khối, tương đương với 12.141 hồ đập xả xuống trong 2 ngày. Vào tuần qua, một trận mưa lớn đã xảy ra ở Lâm Nghi, Sơn Đông, làm ngập đường và khiến ô tô chìm trong nước. Theo mạng lưới thời tiết Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đã có mưa lớn trong những ngày gần đây. Theo dõi cho thấy, từ 11 giờ ngày thứ 3 đến 6 giờ ngày thứ 5, lượng mưa trung bình ở Sơn Đông là 192,8 mm, tương đương 14,57 tỷ mét khối nước. Theo khả năng trữ nước của Hồ Đàm là 1,2 triệu mét khối, tương đương với 12.141 hồ chứa nước ở Sơn Đông trong 2 ngày. Cư dân mạng cảm thán, sao trời mưa to thế, hóa ra mưa ở Sơn Đông đều là do Hồ Đàm Ninh xả lũ. Khoảng trưa ngày thứ 5, mưa lớn đã xảy ra tại huyện Triệu Hoa, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, kèm theo dông lốc và gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Lượng mưa lên tới hơn 140mm, một số đoạn đường đô thị bị ngập. Ngày thứ 6, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông, có nơi mưa to hoặc mưa to cục bộ kèm theo sấm sét và dông lốc, gió giật mạnh. Trong đó, một số quận, huyện ở Hà Trạch, Tế Ninh, Giao Hoàng và Lâm Nghi cũng xảy ra mưa đá. Đài quan sát khí tượng Sơn Đông công bố thông tin mưa lúc 6 giờ ngày thứ 7. Từ 6 giờ ngày thứ 6 đến 6 giờ ngày thứ 7, tổng số 120 quận huyện, thành phố và 1.628 thị trấn trong tỉnh có mưa, với lượng mưa trung bình là 63,7 mm, tương đương với khoảng 2,45 tỷ mét khối nước, mưa lớn ở Yên Đài, Tân Châu và Uy Hải. Trong số các trạm quan trắc khí tượng, có 68 trạm đã đạt mức mưa bão với hơn 80mm và điểm mưa lớn nhất là 151mm ở Yawan, Mengzi, Yên Đài, đạt mức mưa rất lớn. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận mưa lớn ở Thanh Đảo, Sơn Đông khiến đường phố ngập trong nước. Ô tô chìm trong nước, lao đi như đang chèo thuyền. Biển số của nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Anh Gao và công nhân vệ sinh làm việc tại bãi xe đã nhặt được hơn 30 biển số để chủ xe đến xin lại. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây hứng chịu mưa dông, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo trong một ngày. Nhiều danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa do mưa dông. Trận mưa bão mạnh khiến nhiều nơi ở Thanh Đảo bị ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước không thể di chuyển, các bậc thang thậm chí biến thành thác nước. Bắt đầu từ 8 giờ 20 phút sáng, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về sông bão và gió mạnh, tín hiệu cảnh báo màu vàng khi có sấm và sét và tín hiệu cảnh báo màu xanh lam khi có mưa lớn, chỉ ra rằng một số khu vực ở Yaoyu, Pingyu, Sibe và Linkang ở Kikau hiện đang có mưa dông. Dự kiến trong 6 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, có thể gặp thiên tai sét đánh, người dân cần đề phòng. Khu thắng cảnh Qingdao Lao San đã phát đi thông báo vào chiều cùng ngày. Hiện tại, một số đoạn của khu thắng cảnh Lao Han có nước ngập. Để đảm bảo an toàn cho du lịch, khu du lịch tạm thời đóng cửa. Tài khoản Weibo chính thức của Cục Quản lý Đô thị Thanh Đảo cũng thông báo rằng hiện tại tất cả 9 bãi biển ở Thanh Đảo đã bị đóng cửa, đồng thời treo cờ đỏ để cấm du khách tắm biển. Bị ảnh hưởng bởi trận bão mạnh, các tuyến đường ở Thanh Đảo bị ngập nặng, đường phố thành sông, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước lũ phải chờ đội chống lũ đến giải cứu. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây bị sét đánh và mưa lớn, cầu thang biến thành thác nước.
Kính thưa quý vị, từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày 11 tháng 9 tại huyện Yewan, bất ngờ có mưa lớn, có nơi mưa to từng điểm và mưa to ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lốc xoáy núi và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở quận Yewan. Tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9 đã có một người chết trong quá trình chuyển viện và điều trị, hai người bị thương, ba người mất liên lạc. Sau khi xảy ra thảm họa, địa phương đã lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9, có 3.198 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi và các công tác cứu trợ thiên tai như tìm kiếm cứu nạn người mất tích, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, ứng cứu khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, xác minh tình hình thiên tai đang được thực hiện. Theo Bộ phận Khí tượng, dự kiến lượng mưa ở quận Yewan sẽ tiếp tục trong 6 giờ tới. Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9, mưa liên tục tại thị trấn Fengyu, huyện Erwan, tỉnh Đại Lý đã gây ra lở đất ở làng Theja, thị trấn Fengyu, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân xung quanh. Đáp lại một lá thư từ Cục Quản lý Khẩn cấp quận Yewan, vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9, huấn luyện viên Wang Wensanyang của phi đội Erwan đã dẫn 24 chỉ huy, 3 phương tiện, 50 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp và 12 bộ thiết bị thông tin liên lạc đến cuộc giải cứu. Lúc 8 giờ 18 phút, biệt đội đã cử 5 người tới trước và 9 người từ đội trực thuộc trực tiếp do Wang Jian, Phó Cục trưởng Cục Chính trị chỉ huy giúp đỡ, mang theo một chiếc thuyền xung kích, 9 bộ quần áo cứu hộ dưới nước PFD và 30 dụng cụ cầm tay cứu trợ thiên tai. Hiện tại, dòng chảy mảnh vỡ đã ảnh hưởng đến làng Teja ở một mức độ nhất định, một con đường khó đi qua và không có thương vong. Thời tiết ở Yewan County là mưa nhẹ, nhiệt độ là 14 đến 25 độ C và dòng chảy mảnh vụn vẫn đang lan rộng. Lực lượng cứu hỏa rừng từ hạt Yewan đã đến địa điểm xảy ra thảm họa và hiện đang liên hệ với các ban ngành địa phương liên quan để thảo luận về ứng phó với thảm họa. Lực lượng cứu hỏa đã tìm kiếm và giải cứu 9 người già, phụ nữ và trẻ em khỏi nhà của những cư dân gần ủy ban làng Teja. Tính đến 10 giờ 40 phút, có 40 hộ gia đình đã được tìm kiếm và hơn 80 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vào ngày 11 tháng 9, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ 5 ngày trước, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và từ 3 ngày nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 11 tháng 9, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Giang Trương Hê Giang Cu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.370 m3 trên giây. Vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 11 tháng 9 và trạm thủy văn Chu Hê Trang Phu Phu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.760 m3 trên giây lúc 10 giờ cùng ngày. Ngày 11 tháng 9, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện ba đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m3 trên giây vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 9. Và trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, hiện tại lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến gần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm và có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 70mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh lớn hơn 1.020mm. Phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quy Nhơn và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày 12 tháng 9, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ sâu. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà tiếp tục lên lũ. Dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000 đến 3.200 m3 trên giây trong 24 đến 72 giờ tới. Đoạn Bài Hề trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 9, nền ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Chen Quan, huyện Jiang An Cang, móng bị sụt lún và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên đường bị rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ 2 ngày trước, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Cang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Jiang Đồng Mù, Junong đạt 196,9mm. Tính đến 6 giờ ngày 11 tháng 9,
7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn, Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp của phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn trong nhiều ngày đêm liên tiếp, khiến hơn 10.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô cạn, một số đoạn sông bị cạn trơ đáy. Mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện và nhiệt độ cao không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy xí nghiệp là những hộ tiêu thụ điện lớn đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. 3 lần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có nhiều video và nhiều hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và nứt vỡ lòng hồ hoặc lòng sông được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng. Dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước, trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Theo CCTV Bắc Kinh chỉ ra báo cáo rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thảm thực vật và sự xâm nhập của nước mưa, trong cùng một lượng mưa, lũ lụt làm thay đổi đột ngột hạn hán và lũ lụt thường nhanh hơn, bất ngờ hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong tuần tới ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa. Số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thay đổi đột ngột về hạn hán dẫn đến lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm, yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ cả việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán.